Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Alo, dạ em chào chị, em Phương Văn đây chị ơi. Dạ, chào chị Phương Vân. Dạ, chị có tiện nghe máy được không ạ? Dạ, được chị. Dạ, vậy hai chị em mình nói chuyện xíu. Dạ. Dạ. Rồi kể cho em nghe, mình liên hệ với anh Randy rồi tình hình đi xét nghiệm như thế nào? Em gặp, ảnh có gọi em, xong rồi em gọi lại. Mến chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay trong cái video này, Phương Vân chia sẻ cái thông tin đi tìm mẹ ruột của anh Randy. Hiện tại thì Phương Vân cũng chia sẻ mấy cái video rồi đó quý vị khán giả. Hôm nay thì Phương Vân nói chuyện trực tiếp với một người chị mà đi tìm người thân cho chồng chị. Thì mấy hôm nay Phương Vân, anh Randy cũng như là gia đình của chị bên Mỹ đang tiến hành lấy những cái mẫu xét nghiệm. Ở bên Mỹ thì xét nghiệm khác hơn ở Việt Nam quý vị khán giả. Họ lấy cái mẫu nước bọt, rồi họ lấy mẫu nước bọt đó, họ bỏ vô những cái dụng cụ mà xét nghiệm đó, rồi gửi đi xét nghiệm. Còn ở Việt Nam mình thì cái việc mà cắt móng tay rồi cắt móng chân hoặc là sợi tóc gì đó thì xét nghiệm khác. Còn bên Mỹ thì họ lấy cái tuyến nước bọt, quý vị khán giả. Thì những cái kỹ thuật xét nghiệm như thế nào đó thì Phương Vân không có rành, chỉ là nghe cái thông tin từ gia đình của bà chị chia sẻ lại. Vì trước đây là chồng chị là cái người Mỹ Lai da trắng, và thất lạc một người chị là Mỹ Lai da trắng mà họ đã tìm được với nhau rồi đó quý vị khán giả. Mọi người có biết không, là chồng chị không có thử với người chị, mà con gái của chồng chị, có nghĩa là cháu gái thử với cô, thì sau khi xét nghiệm đã trùng khớp rồi đó, sau đó thì đã liên lạc với nhau, thì bà chị gái đó với chồng của chị mấy là đi ra bác sĩ thử thêm một lần nữa cho chắc ăn. Nhưng mà những cái thông tin mà khi thử nó đã trùng khớp rồi là nó đã báo về mail cho chị, như là chị kể trong cái đoạn video mà Phương Văn với chị nói chuyện nè. Còn bây giờ thì đã liên lạc với anh Randy rồi, có những cái mẫu xét nghiệm mà anh Randy có bỏ trên hệ thống rồi, nhưng mà gia đình chị thì chưa có. Còn cái mẫu mà xét nghiệm gia đình chị có rồi thì anh Randy lại không làm cái xét nghiệm đó. Đó, cho nên bây giờ là chị, gia đình của chị sẽ theo cái xét nghiệm của anh Randy, và hai người sẽ có một cái, nếu như là trùng khớp thì ở trung tâm xét nghiệm đó họ sẽ báo về email cho chị bên Mỹ nếu mà có trùng khớp hay không. Thì chị chia sẻ là ở bên Mỹ là đang chuẩn bị lễ gì đó, thì qua những ngày lễ và thứ ba thứ tư gì đó thì chị bắt đầu chị mới lấy cái tuyến nước bọt đó quý vị khán giả, rồi bỏ vô một cái dụng cụ mà chuyên để thử đó quý vị khán giả. Thì bỏ vô đó, chị chia sẻ là một cái lọ đó là một trăm mấy chục đô, và chị sẽ lấy cái mẫu đó và gửi đi xét nghiệm. Thì sau đây xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ lắng nghe câu chuyện giữa với chị và Phương Văn cùng nhau chia sẻ về câu chuyện để tiến hành những cái mẫu xét nghiệm cho anh Randy với chồng chị tại bên Mỹ như thế nào, để cho quý vị khán giả có những cái thông tin. Nếu như ở Việt Nam thì chúng ta thấy là gần đây các anh em YouTuber cũng đã chia sẻ những cái thông tin đi tìm kiếm hỗ trợ cái thông tin cho anh Randy cũng như là Phương Văn. Nói chung là hiện tại thì tất cả anh em YouTube nào đã chia sẻ những thông tin từ bà con cũng như là đang tìm hiểu những cái thông tin đó và đi xét nghiệm xem coi có trùng khớp với anh Randy hay không. Đó là một cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ giúp đỡ cho anh Randy để trong cái cuộc tìm kiếm hành trình đi tìm mẹ đã 20 năm. Tới ngày hôm nay thì các anh em YouTube có những cái thông tin nào thì luôn sẵn sàng hỗ trợ cho anh Randy, để mong sớm nhất có thể là anh tìm ra người thân cũng như tìm ra nguồn cội của mình ở tại Việt Nam.
Thì kể cả bên Mỹ, hiện tại thì quý vị khán giả thấy bên Mỹ mà anh Randy ảnh đã từng bỏ cái mẫu gì đó lên chỗ trung tâm xét nghiệm, nhưng mà hiện tại thì không có ai trùng khớp với anh Randy hết. Và bây giờ có một cái gia đình nghi ngờ anh Randy á, là em trai của mình đó. Tại vì đã tìm ra một bà chị rồi, bà chị là người Mỹ Lai da trắng. Rồi bây giờ còn nghi ngờ anh Randy nữa, thì giờ đang tiến hành đó quý vị khán giả. Nếu có cái thông tin gì mới sớm nhất, nếu như mà trùng khớp thì niềm vui vỡ òa. Và chị nói là nếu mà trùng khớp thì anh trai bên Mỹ với anh Randy sẽ về thăm gia đình ở Việt Nam, tại vì bà mẹ còn mồ mả ở đây chứ không có sang Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì có nhiều thông tin và nhiều bà mẹ ở Việt Nam cũng hy vọng gặp lại con trai của mình, nghi ngờ đâu đó anh Randy là cũng là con ruột của mình. Tuy nhiên qua nhiều cái lần xét nghiệm thì xin chia buồn là không có trùng khớp, và những bà mẹ cũng rất là buồn vì không có tìm ra cái người con của mình. Và như anh Randy cũng vậy, nhiều lần cũng hy vọng đâu đó họ là mẹ của mình hoặc là anh em, nhưng mà cuối cùng thì không có cái kết quả nào trùng khớp cả. Thì hiện tại có nhiều thông tin hơn nữa là anh em YouTube đang hỗ trợ những cái thông tin mới. Nếu ai mà không trùng khớp thì họ có cái cơ hội để tìm những người mà anh em Mỹ Lai khác trước đây mà cũng thất lạc như anh Randy gì đó, thì có cái thông tin để họ tìm về. Còn ở bên Mỹ thì nó dễ hơn quý vị khán giả, tại vì khi mà mình gửi cái mẫu xét nghiệm đó lên một trung tâm xét nghiệm đó rồi, mà nếu như một người khác mà cũng gửi cái mẫu lên trung tâm xét nghiệm đó, nếu mà họ trùng khớp là họ tự là kết nối với nhau à, chứ không có cần đi tìm kiếm. Còn ở Việt Nam thì lại khác. Ở Việt Nam thì cái mẫu xét nghiệm là phải là cắt mẫu móng tay, tóc hoặc là mẫu cắt móng chân, rồi cả hai anh Randy ảnh cũng gửi mẫu ở Đà Nẵng rồi đó quý vị khán giả, thì cái người còn lại thì cũng cắt mẫu móng tay, tóc gì đó mới đi gửi mẫu xét nghiệm ở trên trung tâm xét nghiệm đó xem có trùng khớp hay không. Nói chung là mỗi nơi có cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên thì cái việc mà hy vọng trùng khớp đó, thì anh em đang tìm kiếm thông tin. Nếu mà bà mẹ nào có thông tin trước đây cũng sinh một người con em bé da màu như vậy đó, thì đã nghi ngờ thì liên hệ để hỗ trợ cái việc mà tiến hành xét nghiệm. Còn bây giờ Phương Văn cũng chia sẻ thông tin cho quý vị khán giả để tiếp tục theo dõi, là Phương Văn kết nối với anh Randy với gia đình ở bên Mỹ đang tiến hành xét nghiệm. Nếu mà thứ ba hoặc là thứ tư tuần này gửi mẫu đi thì khoảng là 3 ngày sau thì có kết quả quý vị khán giả. Như vậy thì kể từ ngày mai cho tới mà khi có kết quả thì khoảng 1 tuần. Mong quý vị khán giả tiếp tục để xem hành trình đi tìm kiếm mẹ anh Randy ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ diễn ra như thế nào. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi cái video mà Phương Văn và chị sẽ trao đổi với nhau và nói chuyện với nhau sắp tới đi xét nghiệm như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả lắng nghe. Alo, dạ em chào chị, em Phương Vân đây chị ơi. Dạ chào chị Phương Vân. Dạ chị có tiện nghe máy được không ạ? Dạ được chị. Dạ, vậy hai chị em mình nói chuyện xíu. Dạ. Dạ. Rồi kể cho em nghe, mình liên hệ với anh Randy rồi tình hình đi xét nghiệm như thế nào? Em gặp ảnh có gọi em, xong rồi em gọi lại. À. Dạ xong rồi em nói chuyện với ảnh thì em hỏi ảnh đi chứ anh đi thử cái DNA thép bên Mỹ có thử không, ảnh nói có. Dạ. Thì anh thử về cái Ancestry gì đó. Dạ. Dạ. Mà em hồi đó em cũng có thử cái đó mà sao ảnh không có, trong đó em không biết. Em thử cái đó em mới có nhỏ anh chị với bà chị của ông chồng em đó. Dạ. Dạ mà sao ảnh không có trong đó, không biết tên ảnh tên gì em không biết. Dạ. Thế là bây giờ làm sao? Bây giờ thì cuối cùng thì ảnh với chị có liên hệ việc thử cái tiến hành như thế nào? Em giờ em nói ảnh để em thử cái 23andMe. Dạ. Tại vì ảnh cũng có cái 23andMe mà em không có thử cái đó.
Vậy hả? Thì cái 23andMe em đang em order rồi, nó về rồi, nhưng mà em đợi qua lễ này, ngày mai là còn ngày lễ đó, cho nên nó không có đi, cho nên để ngày thứ ba. Dạ. Ngày thứ ba cái là ông chồng em quát vô đó hay là spit vô cái hũ gì đó. Dạ. Xong rồi em mới gửi cái đó đi, nó tiện hơn. Còn mà mình spit vô đó rồi mà mình để qua ngày nữa thấy nó không có được, cho nên em nói để spit xong mà gửi đi liền đó thì ok. Vậy hả? Dạ. Dạ, thì để em làm cái 23andMe thử coi hai anh em có trùng khớp không? Dạ. Trùng khớp không? Dạ. Đó, em mới order cái kit rồi, em gửi đi thứ ba này em đi làm là em gửi đi đó. Dạ. Như vậy thì cái xét nghiệm bên Mỹ đó thì em không có rành. Nhưng mà cái xét nghiệm đó thì anh Randy ảnh cũng có cái thông tin ở trên đó rồi hả? Cái 23andMe thì ảnh có rồi nhưng mà em không có. À, có nghĩa là mỗi cái là ví dụ như chị có cái xét nghiệm gì đó, chị thì có nhưng mà ảnh không có. Còn bên đây đâu, em có một cái ancestry. Anh nói anh có trong đó mà tại sao em không có thấy anh dính cái trùng cái máu, chỉ trùng máu với nhỏ chị thôi. Test nó là con nhỏ con gái em, nó test, nó lấy cái DNA test của nó cái spit của nó thử rồi nó trùng với con nhỏ người chị của anh. Cái bà chị của anh. À, thì vậy là chị thì thành ra chị mới tìm ra được cái bà chị gái của bà anh chị, dạ chứ còn ông chồng em thì không có thử mà để thử cái ma thử cái spit đó. Nhỏ gái em nó send đi thì nó mới trùng như bà chị đó. Dạ. Như rồi vậy bắt đầu cái mấy hai chị em mới gọi nói chuyện thì bắt đầu là liên lạc với nhau, là ông chồng em đi ra ngoài cái phòng bác sĩ rồi bắt đầu mới đi thử cái swab nữa, thêm cái spit nữa. Dạ. Rồi bắt đầu là hai người trao đổi là cái trùng luôn. Ừ. Dạ. Chị rồi em hỏi sợ là có cái là vậy, anh Randy á cùng mẹ mà khác cha thì có thể là ông chồng em với là Randy nó không có trong đó hay sao? Em biết bọn này hai người là cùng cha luôn đó. Em nghĩ hai người này chị với ông chồng em là cùng cha luôn, cùng cha cùng mẹ luôn đó. Vậy hả? Dạ, dạ. Thì bây giờ chẳng hạn như trong đó thì chị, đứa con của chị thì không có thấy cái nào trùng với anh Randy hết, đúng không? Dạ không, dạ không. Thì không biết là cái phương pháp đó thử là cùng cha cùng mẹ hay là cùng một thế hệ, ví dụ cùng mẹ được hay không thì không biết. Thôi thì bây giờ cũng liên lạc được với anh Randy rồi, thì chị làm theo cái phương pháp mới này đi. Dạ. Dạ em làm cái 23andMe này nè, cái mà anh Randy đang có mà em chưa có đó. Dạ. Em làm cái này thử coi có trùng hợp với anh Randy hay không. Dạ. Dạ em đang thứ ba này em là tiến hành em gửi đi đó. Dạ. Là thử coi phải mà có hợp thì nó sẽ nó nổi lên cái email của em liền hả? Vậy sao? À. Dạ. Nếu mà trùng khớp là mà trùng hợp là nó nổi. Nó báo về nó cho nổi chị lên. Dạ. Nó báo về cho em. Dạ. Vậy dạ. Sao? Và bắt đầu là em mới liên lạc với anh Randy thì hai anh em mới đi bác sĩ, qua bác sĩ này bác sĩ kia thì trao đổi với nhau. Dạ. Về cái máu hay về cái spit hay là về cái swab trong cái miệng của mình á. Dạ. Đó là anh Randy với ông chồng em thử cái đó nữa là chắc ăn. Dạ. Có nghĩa là mình không có cần thử nữa, tự vì mà trong cái máu ông chồng em gửi đi là mà có là anh Randy có. Dạ, nếu mà trùng họ là anh em nhau là họ sẽ trùng rồi đúng không? Dạ. Dạ hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ. À, thì em cũng chờ đến 2 ngày nữa đi. Dạ chị, em có gì em cho chị biết. Dạ. Ok, thì em thì cũng ngày mai vậy. Là ngày lễ của ông gì đó. Ông gì em quên mất rồi, lễ dạ, tổng thống hồi xưa mà. Nói chung là ngày lễ thì thôi ghê từ từ. Dạ. Mà liên hệ được với anh Randy vậy là cũng rất là em cũng rất là vui, tại vì em cũng dạ. Đang chờ đợi cái thông tin xem chị với anh Randy như thế nào rồi, tại vì bên Mỹ thì dạ. em không có trực tiếp hay liên hệ với bên đó được, thành ra chị với anh Randy rồi em hỏi thăm qua cái thông tin chị. Như vậy thì dạ, em cũng mừng. Em liên lạc anh được rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ chỉ có chờ coi có trùng máu không, trùng dạ. Hệ thống với anh không, trùng huyết thống không á dạ. Bạn. Thì em thử coi tự gì ảnh nói là ảnh cái 23andMe ảnh có trên đó rồi đó. Vậy hả? Dạ. Dạ, giờ em chưa có cái đó thì để em thử ông chồng em rồi. Thì bỏ phải, cái đó. Phải chi em. Mà chị mà có trước con gái là trùng hay không là đã biết rồi ha. À, mà tại vì mình chưa dạ. có.
vì em có cái đó cho nên dạ bây giờ em mới gửi điện cái nữa, em mới order cái đó anh chậm mấy vậy hả. À thôi chị ráng giúp cho ông xã chị dạ, lần này nữa đi. À, lần trước thì chị đã tìm ra dạ, được dạ, cái người chị gái rồi, bây giờ tìm được người em trai là như dạ. Anh Randy là em đó, thì bây giờ hai anh em cũng là dạ. cùng bên Mỹ với nhau thì nó dễ dàng cái xét nghiệm đó. À, nó cũng dễ và dạ. những cái thông tin xét nghiệm dạ. như vậy thì nó cũng chính xác. Xét nghiệm mà dạ, nếu như muốn xét nghiệm mà chính xác nữa thì đi ra bác sĩ này, thì anh muốn em đi chỗ nào thì em đi chỗ đó vậy thôi. Dạ. Em không có nói gì đâu. Dạ. Dạ. Giống như cái bà chị thì bà cũng xét nghiệm nhỏ gái thì đúng rồi đó, mà bà muốn đi chắc ăn thì bà kêu em đi chợ bác sĩ đây, rồi xe bên kia thì hai bác sĩ trao đổi với nhau. Dạ. Nhưng mà chị dạ. cái thông tin ban đầu mà nếu mà đã trùng, có nhiều cái thông tin trùng với nhau khi mà gửi cái những cái mẫu đó mà đã trùng rồi thì là khả năng là người thân là nhiều. Khả năng dạ. là người thân là rất là rất là cao nha. Dạ. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà không biết sao anh Đi không có trong cái bên kia chứ. Dạ. Cái ancestry gì đó sao anh không có trong đó không biết. À chắc là anh không làm cái đó. Anh không làm cái đó. Anh có làm cái đó đó. Vậy sao? Anh nói anh có làm cái đó mà sao em không thấy anh ở trong đó? Có nghĩa là không thấy tên hả sao? Không thấy tên ảnh trong đó. Không thấy tên như vậy mà thôi. Không biết tên ảnh tên gì vậy không biết. Lúc chị không hỏi ảnh luôn coi. Chị không hỏi là anh bỏ tên anh trong đó là tên anh gì? Tên gì? Thì bởi gì? Thì bởi bên nhà thứ ba em gửi cái nó đi rồi em sẽ gọi ảnh à. Cái tên anh trong đó là tên gì. Đúng để rồi biết là... Tại vì khi mà ảnh qua Mỹ rồi giấy tờ đó là không biết ảnh có để là Trần Quốc Tuấn như ở Việt Nam nữa hay không thì đâu có biết. Cho nên là dạ. bên Mỹ là chị gọi hỏi ảnh đó là cái tên hiện tại mà bên Mỹ anh bỏ những cái thông tin đó lên mạng đó là tên anh đầy đủ là tên gì. Để khi mà chị bỏ dạ. lên chị biết là nó match với cái tên đó hay không. Thì để cho dạ. anh với chị biết với nhau. Tại vì em cũng dạ. không biết là tên ảnh là tên gì, ảnh bỏ anh bên Mỹ nữa. Dạ. Còn tên Việt Nam ngày xưa thì là Trần Quốc Tuấn, nhưng mà khi bên Mỹ thì có thể là thêm cái chữ đầu hả, là chữ giữa gì đó thì em không có rành bên đó. Dạ. Mà không biết anh qua Mỹ anh có thay đổi tên không em? Đúng không rồi, biết chắc có thay đổi quá. À tới chị dạ, chị nói là... chị nói thì em mới nghĩ ra chứ, tại vì cứ ảnh nick em mà ảnh là Randy không mà còn cái tên trong giấy tờ nó lại khác. Dạ, thì dạ. đó trong giấy tờ em biết tên gì cho nên em nói để em gửi cái đó đi xong rồi em gọi anh em hỏi anh cái tên trong giấy tờ anh bỏ trên cái DNA test là anh tên gì. Dạ. Để cho em biết. Nhưng mà cái chị bà chị á thì má không có, em có hỏi tên, đâu có biết đâu mà hỏi tên, nhưng mà trùng máu là chị phải gọi, chị hỏi là tên ông chồng em là tên gì. Rồi xin mới nói xin tên gì vậy đó, là bắt đầu là đi thử máu đó, là bắt đầu hai người trùng hợp luôn đó. Dạ. Trời ơi, dạ. tìm được chị cũng quý quá rồi. Thôi bây giờ lần này cũng hy vọng dạ. là cái điều may mắn đến với anh Randy cũng như là dạ. Ông xã chị thì dạ. cũng liên lạc được với nhau rồi. Em chỉ làm cầu nối để hỗ trợ những cái thông tin cho anh Randy dạ. với gia đình của chị. Thì bây giờ giữa chị với anh Randy cũng đã liên lạc với nhau bên Mỹ rồi. Thì thôi bây giờ mình cứ dạ. tiến hành như vậy đi hen. Rồi có cái dạ. kết quả thì giữa chị với anh Randy là biết trước em, tại vì bên Mỹ á trước em có dạ. gì thì báo cho em dạ. và em sẽ chia sẻ cho em thông tin. Nói cho chị. Dạ. Dạ. Dạ vậy chị ha. Nói cho chị biết. Dạ. 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 D